chi. Cô kêu giải động vật mà, đâu phải giải đóng phân đâu. Là gấu đó, phân mình nào. Gấu nó đâu phải vậy đâu. Đã nói là gấu rồi. Mình vẫn thấy nó giống đóng phân hơn. Đã nói là gấu mà cứ kêu phân hoài vậy. À, đâu, chi? Làm chi? Đâu, chuyện gì vậy hả? Cô ơi, làm chi các bạn các cô? Mày dám hát hả? Đói bụng quá, cho tôi là sườn đi, cho tôi là sườn. Còn với cái Lâm Chi. Dạ. Đi qua đây, ngồi xuống đây cho mẹ. Đi qua đây. Con mẹ, tại sao hả? Tại sao con lại cắt tay bạn học kế bên hả? Làm sao mày biết chuyện đó? Con không cần phải biết cái chuyện này. Bữa nay hả, mẹ nhất định là phải cho con một trận mới được. Đi ra. À, con đi. Có làm mà, con đang mong nó mát mẹ hả? Đi mẹ, đi lên lầu. Đi lên lầu. Mở lầu. Nè, cái đồ dơ bẩn nó đâu rồi? Hả? Tôi hỏi nó đâu rồi? Tâm Anh hả? Chứ lại làm chi? Tâm Anh đi chơi rồi. Đi chơi? Thời thế bây giờ đúng là điên đảo loạn, tôn ti trật tự hết rồi. Ồ, em nói cái gì vậy? Hỏi anh chi, khi nào nó về? Sáng mai Tâm Anh về. Sáng mai nó mới về lận hả? Bộ nó tính đi bụi đời hay sao mà tới sáng mai nó mới về? Sao nó chưa về ta? Là mẹ hả? Nhỏ này. Làm gì mà bữa nay con dậy sớm vậy? Ngủ không được. Nè, viết bản tự kiểm chưa đó? Giờ con đang viết. Đi lên lầu viết cho xong nghe chưa? Dạ. Nè. Hả? Cái gì vậy? À, mà không có gì. À mà đây là cái chợ sao mày chỉ có ra vô hoài vậy? Để tôi. Nè. Sao anh cứ tới nhà em hoài vậy? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kết hôn với em được chứ? Em chỉ kết hôn với Sơn Tùng thôi được không mà. À, cái gì? Nè, sao giờ này mày mới về? Hả? Là cô hả? Sao vô với em quá vậy? Gì vậy? Nè, sao giờ này nó chưa về? Chị nói là hôm nay nó về mà. Nhỏ kia, mày nói chuyện với người lớn mà nói chuyện vậy hả? Có nói với anh đâu, lăn đi được cái mày thua. Nè, hai cái đứa này bỏ. Làm chi? Cái con này bị anh nó la là phải rồi, hỗn láo quá à. Còn con nữa. Dạ. Trời nó đi. Ba. Trời ơi ba đi, ba còn xúi tụi nó nữa. Nó hỗn nè. Tâm Anh nó còn đi chơi, chắc là chiều về đó em. Đi chơi chiều mới về. Không thèm ăn nữa. Làm chi? Cái con nhỏ này. Đánh nó bây giờ. Nè, đứng lại cho mẹ coi cái con nhỏ này. Thôi em. Mày nói là sáng nay mày về mà sao bây giờ mày mới về? Ủa mày tính đi luôn hả? Mày có biết tao chờ mày tới cỡ nào không? Tao chạy lên chạy xuống té sấp mặt luôn, y chang như con người ở vậy đó. Tao mày không chịu trả lời hả? Bộ tao có quen biết với mày thì sao gọi là anh chi? Mà tao nhìn mặt mày tao ghét quá à. Mày còn dám đứng đến hả? Mày đứng lại. Nè mày đứng lại chứ. Nếu như sau này mà không có sửa cho mẹ của tao thì mày không là đứa nào. Thấy chưa? Mày đứng lại. Tao quay mày. Trên cũ mình bỏ quên.